năng di hận, di hận miên miên vô tuyệt kỳ. Hoa nở rồi lại tàn, gặp gỡ phút chốc rồi lại tan. Người đến rồi vội đi, để lại nơi đây là dị vãng. Mưa gió bụi triền miên giọt lại yên chi rơi vô thức. Trầm ngâm nghe tiếng gió, tay giữ tâm thư người gửi còn phết mực. Hồi ước ta cùng người được khắc vào mảnh trăng khuyết. Nỗi sầu tư lặng lẽ mong ước trùng phụng trong phòng tiệc. Chìm say vào giấc mộng ôm trọn người trong cùng si. Kiếp này không chung bước ta chỉ xem nhau là tri kỷ. Nhận sắc ta hủy hoại để lại thế gian. Bấy lâu nay ta luôn tin tưởng ở con. Nhiệm vụ lần này ta muốn giao một mình con làm, và ta mong rằng con sẽ hoàn thành tốt mà không phải nhờ vào sở tỷ của con nữa. Con hiểu ý ta chứ? Dạ, sư phụ. Nhớ là phải hoàn thành trong bí mật, vì càng ít người biết sẽ dễ dàng cho việc ra tay của chúng ta. Sư phụ khuyên ta. Làm gì để thẫn thờ vậy? Dạ, không có gì. Ta thấy hình như đệ có gì lo lắng hả? Tỷ định đi đâu vậy? Ta đi luyện kiếm. Vậy, đệ đi cùng tỷ. Ừ. Chuyến mi
duyên, ôm vào lòng là bao tổn thương ta gánh tròn. Có những chiều ta mình ta thán thơ mơ hồ, lặng tim bước ngay đi theo người. Thế gian phụ mình không sao, chỉ trách ai thay lòng. Đời sao chẳng như ta ước mong, gieo hy vọng rồi chia hai, làm đắng cay đôi đời. Phần ta mỗi lúc thì không thay, dẫu nhìn chung xa vừa phong ba, chẳng nghe tin ai về lại. Cùng lời nói nhạt phai trong gió sương, bụi trần này vương nhiều ai oán, cứ theo ta cả cuộc đời. Ta giao ngươi làm đã chuẩn bị xong chưa? Dạ, đã chuẩn bị xong. Nhưng có điều thuộc hạ vẫn chưa hiểu. Tiểu nữ của ta phải lấy một người quyền cao chức trọng, chứ làm sao có thể gả cho một kẻ áp tiêu được chứ. Nhiệm vụ lần này ngươi phải hoàn thành thật tốt, giải quyết thật nhanh gọn và triệt để. Nghe ta nói không? Dạ, thuộc hạ đã rõ. Sao ta lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Nói mau! Vĩ Thành, từ từ. Khi nào Vĩ Thành tỉnh dậy, muội và để hãy trốn đi. Nhưng còn tỷ thì sao? Ta không sao. Sư phụ sẽ không làm hại ta đâu. Đừng cản ta.
Sư tỷ. Sao tôi lại ngốc như vậy chứ? Phi, Phi Thành, đời này của ta chỉ tiếc là tại sao chúng ta chỉ là tỷ đệ, chỉ có ta là người yêu đệ. Thì không được bỏ đây lại. Để gọi ta là Sở. Sư tỷ, sư tỷ. À! Alo. Sao còn chưa giao kẹo cho chị Nhài nữa? Chị đang đợi nè. À, tao quên mất. Giờ qua liền nè.